lời Chúa thứ sáu sau chủ nhật thứ 17 thường niên ngày mùng 4 tháng 8 2023 lời Chúa Thứ sáu sau Chủ nhật thứ 17 thường niên Ngày mùng 4 tháng 8 2023 Thưa anh chị em và các bạn Mỗi ngày thứ sáu Đặc biệt hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng Tháng 8 Ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể Ngước nhìn lên trái tim Chúa Giêsu Ngước nhìn lên Chúa Giêsu đứng Yêu lòng thương xót Tha thiết khẩn nài Chúa Xót thương chúng ta và toàn thế giới đặc biệt là các tội nhân và trong đó chúng ta cũng là những tội nhân nhất là những người đang sống trong tình trạng rối những người đang đắm chìm trong cờ bạc rượu chè xì ke ma túy mê sắc dục bỏ gia đình mê game rồi không thoát khỏi quyền lực của sự giữ nhất là những người chạy theo những bè rối lạc giáo ly giáo hèo những nhóm ly khai khỏi hội thánh xin cho họ được nhận ra lòng thương xót của Chúa quay về với mẹ hội thánh và quay về với Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chúa nhật thứ 17 thường niên. Bài đọc 1 năm lẻ trong sách Lêvi chương 23 câu 1, câu 4 đến cùng câu 11, câu 15 16 17 câu 34B đến câu 37. Bài trích sách Lê Vi, Đức Chúa phán với ông Môi Sê rằng, đây là các đại lễ của Đức Chúa, các cuộc họp để thờ phượng mà các ngươi phải triệu tập vào thời gian ấn định. Tháng thứ nhất, ngày 14 trong tháng, lúc vào chập tối là lễ vượt qua kính Đức Chúa. Ngày 15 tháng ấy là lễ bánh không men kính Đức Chúa, trong vòng 7 ngày các ngươi phải ăn bánh không men. Ngày đầu tiên các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Trong vòng 7 ngày các ngươi phải tiến dâng lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Ngày thứ bảy có cuộc họp để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Đức Chúa phán với ông môi rằng: Hãy nói với con cái Israel và bảo chúng: khi các ngươi vào đất Ta ban cho các ngươi và tới mùa gặt hái thì phải đem đến cho tư tế một bó lúa, sản phẩm đầu mùa của các ngươi. Nó sẽ làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa để các ngươi được đoán nhận. Tư tế sẽ làm nghi thức tiến dâng hôm sau ngày Sa-bát. Từ hôm sau ngày Sa-bát ngày các ngươi đem bó lúa đến để làm nghi thức tiến dâng, các ngươi phải tính 7 tuần, 7 tuần chẵn các ngươi phải tính 50 ngày cho đến hôm sau ngày sa bát thứ bảy Và các ngươi sẽ tiến dâng một lễ phẩm mới lên Đức Chúa Ngày mùng 10 tháng 7 là ngày xá tội Các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta Phải ăn chay hãm mình và tiến dâng một lễ hỏa tế lên Đức Chúa Ngày 15 tháng 7 là lễ lều kính Đức Chúa Trong vòng 7 ngày Ngày đầu tiên phải họp nhau để thờ phượng ta các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Trong vòng bảy ngày các ngươi phải tiến dâng lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Ngày thứ tám các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta và tiến dâng một hỏa tế lên Đức Chúa. Đó là buổi họp long trọng, các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Đó là các đại lễ của Đức Chúa, là những ngày mà các ngươi phải chịu tập những cuộc họp để thờ phượng ta để tiến dâng lễ hỏa tế lên Đức Chúa, lễ toàn thiêu hay lễ phẩm, hy lễ hay những lễ tưới rượu, việc nào vào ngày đó. Đó là lời Chúa. À, ơn chúa. Mình xem lặp lập lại câu đáp. Reo lên mừng Thiên Chúa, đâng trợ lực chúng ta. Đàn hát lên nào, hòa nhịp trong cơm, bỗng trầm gieo tiên cầm tiên sắt, Rúc lên đi hãy rúc tù và mùng một ngày rằm cho ta mừng lễ reo lên mừng thiên chúa đấng trợ lực chúng ta đó là luật israel phải cư thiên chúa nhà gia cóp đã phan truyền chi thị này nhà du xe đã nhận khi bỏ miền ai cập ra đi reo lên mừng thiên chúa đấng trợ lực chúng ta Chính ta là Thượng Đế Chúa ngươi đã đưa ngươi lên tự miền Ai Cập. Hà miệng ngươi ra, ta sẽ cho đầy ư. Reo lên mừng Thiên Chúa, đấng trợ lực chúng ta. Hallelujah, Hallelujah. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thua muôn đời. Đó chính là lời đã được loan báo cho anh em như một tin mừng. Hallelujah mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 13 câu 54 đến câu 58 tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew khi ấy Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ khiến họ sừng sốt và nói bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ông không phải là con bác thợ mộc sao mẹ của ông không phải là bà Maria anh em của ông không phải là các ông Jacob, Joseph, Simon và Judah sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ, Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chính ở quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, ngay từ trong Cựu Ước khi mà Môi-se còn đang đưa dân đi vào trong đất hứa hành trình ở sa mạc 40 năm trời thì Thiên Chúa cũng truyền cho Môi Se như thế này. Đây là các đại lễ của Đức Chúa. Nhớ là các đại lễ của Đức Chúa chứ không phải những đại lễ do con người bày ra. Đại lễ của Đức Chúa để làm gì? Để thờ phượng Thiên Chúa mà các ngươi phải triệu tập trong thời gian ấn định. Và trong các ngày lễ này ta đọc đi đọc lại thì vẫn luôn luôn đấy là các ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa, họp nhau để thờ phượng. Thứ hai là không được làm những công việc nặng nhọc nào. Và thứ ba là dâng lễ lên Thiên Chúa, những hy lễ việc nào vào ngày đó. Đó là ý của Thiên Chúa khi lập ra các đại lễ. Đại lễ để thờ phượng và tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải tổ chức những đại lễ để vinh quang, vinh danh người tổ chức. Bây giờ chúng ta thấy có nhiều đại lễ, có nhiều lễ này, lễ nọ, lễ kia, cờ quạt, rước phách, rước rồi chống phách, rồi đủ mọi thứ, linh đình, long trọng và tôn kém. Nhưng thực chất khi người ta tham dự những đại lễ đó người ta có nhắm đến mục đích đầu tiên là để thờ phượng và tôn vinh chúa hay không có để thờ phượng và tôn vinh chúa hay không khi người ta tham dự những lý nghi lễ đó người ta có thấy sự hiện diện của thiên chúa có thấy vinh quang của thiên chúa tỏ hiện hay là chỉ thấy hình thức và vinh quang con người được tỏ hiện có khi mình quá chú trọng đến nghi lễ nghi thức hình thức rồi đánh mất nội dung làm loãng đi cái nội dung hay là làm chật đi cái mục đích của buổi đại lễ đó. Luôn luôn là để thờ phượng và tôn vinh Thiên Chúa để vinh quang Thiên Chúa, vinh danh Thiên Chúa. Nhớ như thế. Đừng vì những cái bên ngoài mà đánh mất cái mục đích chính, đánh mất cái nội dung và làm trật hướng của những ngày đại lễ như Chúa đã truyền. Đây là các đại lễ của Đức Chúa, các cuộc họp để thờ phượng mà các ngươi phải triệu tập vào thời gian đến định. Họp nhau để thờ phượng Thiên Chúa và dành hết cho Thiên Chúa, không có làm những công việc xác. Đó là nhất là ngày lễ trọng và ngày Chúa Nhật. Bây giờ thì ai cũng có lý do kinh tế khó khăn tôi thấy nhà đi xe hơi ở trong biệt phủ mà ngày chủ nhật thì đi ra bãi biển chơi đi picnic chơi đi là kinh tế khó khăn phải bỏ lấy người chủ nhật trong khi đó cái bà bán ve chai trong khi đó cái người phu xích uh, lô đi ngang qua nhà thờ, gửi cái xe xích lô đó, gửi cái xe đạp với lại cái giỏ rác đó vào trong nhà thờ tham dự thánh lễ. Họ có nói hoàn cảnh khó khăn không? Mà hoàn cảnh họ có khó khăn không? Có. Mà họ có bỏ um, lễ Chủ nhật không? Không. Vì người ta biện minh thôi, biện minh thôi. Dường như là càng giàu có bao nhiêu thì người ta càng bỏ lễ Chủ nhật, nhiều hơn thì phải Bằng chính là những nước văn minh đầy đủ bây giờ Nhà thờ và vắng hoe Những nhà thờ lộng lẫy, nguy nga, to lớn Đóng bụi phủ đầy, không có người đến Ngay cả ngày Chủ nhật Thì có phải vì hoàn cảnh khó khăn không? Trong khi đó bãi biển thì rất đông thậm chí có những linh mục phải đưa ra bãi biển làm lễ ngoài đó để cho người ta đi lễ cho người ta bỏ lễ chủ nhật và khi tôi qua bên Philippines thì trong những siêu thị như bây giờ mình mát hay là gì đó là trong mỗi siêu thị đó đều có một cái nhà nguyện và 12 giờ trưa là tới giờ chúng tôi đến nói dừng lễ người ta cứ mời các linh mục đến nói dừng lễ lý do là để cho người ta khỏi bỏ lễ chủ nhật tới giờ đó thì người ta vô người ta đi lễ xong, người ta đi buôn bán ăn chơi rồi đó nhậu nhạt đủ thứ, thậm chí phải như thế. cho nên khi mình nói lý do là vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ lễ chúa nhật thì coi lại thử coi này, thật lòng hay dối lòng? mà nếu mà dối lòng, dối được chúa không? không, chúa thì chúa chúa thì chúa thật thà lắm. chúa nghe sao thì chúa tin như vậy. con hoàn cảnh khó khăn con bỏ chúa phải không? đúng không đúng không kinh tế khó khăn phải không rồi được rồi thầy cha sẽ làm cho đúng như con mong ước là cha sẽ làm cho con kinh tế khó khăn đùng cái phá sản đùng cái bất động sản đóng băng đùng cái thị trường chứng khoán tiêu bao nhiêu là công lao công lao trở thành công cốc và lúc đó lúc mà phá sản lúc mà thất nghiệp lúc mà thị trường chứng khoán đóng băng vân vân và vân vân rồi, mà khó khăn thực sự đó, lúc đó đến với chúa ông, đến nhiều nữa, <laughs> đến nhiều nữa. và sao con đến? dạ bây giờ hoàn cảnh con khó khăn thực sự. còn lúc trước con không đến là sao? lúc trước là hoàn cảnh con không khó khăn thực sự. <laughs> chỉ khác nhau một chữ có và chữ không. Anh đến đi lễ hỏi thì anh bảo hoàn cảnh khó khăn Thì tôi làm cho anh khó khăn còn kêu ca gì nữa Muốn gì nữa Ước sao được vậy còn gì nữa Thương quá phải không Thương quá Cho nên nhiều người mà gặp tôi cứ Kêu đóng góp bác ái với chia sẻ với đi làm từ thiện Cứ mở miệng còn khó khăn lắm Tôi nói, thôi được rồi Vậy đi tôi cầu nguyện cho anh Ý như vậy anh ước được khó khăn thì tôi sẽ cầu cho anh được khó khăn. Ba tháng sau phá sản chạy đến chả còn khó khăn lắm. Hồi trước cũng thấy khó khăn, sao bây giờ cũng khó khăn. Chưa là khó khăn giả uh, vờ, còn bây giờ khó khăn thật rồi cha. được cầu được ước thấy chưa? Dạ được. Giờ dạ, còn dám nữa không? Dạ thôi, chừa. Con xin chừa. Đừng có mặt với Chúa anh à. Tôi nói thiệt đó, đừng giỡn mặt với Chúa. Hay là con sức khỏe con không được khỏe dân nên con không đi lễ được đi thì đến nó đông người con người nó mệt nó khó chịu thế thì hôm qua tôi thấy anh ở cái đám tiệc kia là 500 người anh có sao không hôm đó tôi thấy bà khiêu vũ một ngàn người trong cái sảnh đó bà còn nhớ không bà có bị chóng mặt không thưa cha chủ nhật con hay chóng mặt lắm con ngồi nghe cha giảng tí con chóng mặt lắm hôm đó bà ngồi bày dự cái đại nhạc hội gì đó hát ba tiếng đồng hồ bà có say sẩm không thì dù ngắn lắm cha, còn đi nữa là đang hay nó hết thế rồi Vì bà muốn say sầm thì tôi cho bà say sẩm Bà muốn anh muốn mệt thì tôi cho mệt Ba ngày sau nằm mệt thật Gọi cha đến sức dầu Đến sức dầu thì sao con mệt lắm Ủa hôm nay mới mệt à Hôm nay, hôm nay thì con mệt thật Nhưng mà tôi thấy bảo đi lễ cứ kêu mệt say sẩm mà không, hôm đó là say sầm giả bây giờ mới say thật Đừng có giỡn mặt với Chúa bạn ơi Đừng có giỡn mặt với Chúa Nhớ nha. Nhớ nhớ Dù một sự kín trong lòng ta Người cũng thấu cũng biết hết Vì thế mà những ngày đại lễ Mà Chúa đặt ra cho môi này Để nhắc nhở những người dân là Hãy thờ phượng thiên Chúa Và đừng có ham làm việc xác Mà quên mất việc phần hồn Đó là việc mà kiêng việc xác là như vậy Giáo hội để cho ngày Chủ nhật kinh việc xác là để ta đừng lo việc xác mà quên việc hồn. Cả một tuần lễ từ thứ hai đến thứ bảy lo việc xác không đủ rồi hay sao mà còn ngày Chủ nhật cũng, cũng lo việc xác nữa mà không lo việc hồn. Thôi được rồi, con phải thức 6 ngày cho lo việc xác chưa đủ phải không? Phải không? Phải không nói đi. Phải tiếp tục ngày Chủ nhật lo việc xác đi. Làm mở mặt ra vẫn không có đồng nào Lo việc xác cứ lo đi Ngày Chủ nhật càng làm thêm càng lỗ Mở cửa nhà hàng Càng mở càng lỗ Nó bị xác đi Nó bị xác đi Muốn lo cứ lo Lúc cuối cùng là gì Mất cả trì lẫn trài Cả phần xác lẫn phần hồn Chả được gì cả Tại sao mà cứ qua đặt nặng với để vật chất quá như thế khi những người nghèo công nhân họ chủ nhật họ nghỉ việc xác có khi thấy thoải mái chả tiếc xuống núi gì cả thì mà thì mỗi ngày con làm mà thu nhập cả triệu mà giờ chủ nhật bỏ mà mất thu nhập một triệu tiếc lắm trời trong khi đó lương ta tháng có 3 triệu mình làm ngày một triệu mà vẫn còn khó khăn lắm tiếc lắm Không dân bị lễ đi lễ thì chọn nhà thờ thật nhanh thật ngắn thật gọn đi cho có lệ đi cho người trả nợ quỷ thần Ngày đại lễ Mỗi Chủ nhật là một ngày đại lễ Đừng quên Để các ngươi thờ phượng ta Đừng có thờ phượng tiền của Đừng có thờ phượng công danh sự nghiệp mọi thứ Đó là phương tiện Để vinh danh ta Chứ không phải đó là mục đích để vinh danh con Sao? Còn muốn trong say sầm nữa hay không? Sao còn muốn khó khăn nữa hay không? Sợ chưa? Chợ chưa chưa? <laughs> Tái mặt đi rồi Ôi giời, mặt đâu? Nó thì chúng ta thấy rằng là Mục đích của Thiên Chúa là muốn chúng ta Có sự quân bằng giữa thể xác với tinh thần Giữa linh hồn với thể xác Giữa đời sống thiên liêng, đời sống tâm linh và đời sống vật chất Phải có sự quân bình Cả sáu ngày mình dành để cho thân xác, cho vật chất, cho thế gian này rồi còn mỗi ngày Chủ nhật mà cũng cắt đầu, cắt đuôi, cắt luôn không dễ là sao? Còn vẫn đi lễ, đi lễ xóm chiếu Bên lễ xóm chiếu ở đâu không? Lễ xóm chiếu Người nghèo đó, người quận tư đưa một quận tư Nhà nào chẳng có chiếu giải Cái giường cũng giải chiếu, nó không nằm gọi lễ xóm chiếu Tư giờ lễ còn vẫn đang đi nằm ngủ ấy Hiểu chưa? Rồi, đi lễ hoài còn, còn không biết chủ nhật là cứ nằm xong để nhà thờ xong chiếu thôi việc xong chiếu ở quận tư mà nào cười nữa thì có nhà thờ xong chiếu ở quận tư thật chứ phải không ông nói là đúng ông trả lời đúng ông trả lời đúng nhưng mà ông làm sai vì ông ơi xong chiếu ở nhà ông chứ có quận tư nào cái phản ông xảy chiếu đến ông nằm từ sáng đến chiều chiều đến tối ngủ suốt chứ giờ lễ rồi nướng nướng khét bên này còn là sang bên kia khét hai cái đồng hồ có thức báo xong nhấn tay ngừng nó gây ra nữa nhấn tay ngừng làm tư lễ xong chú anh chị em về bình an thì thưa anh chị em những ngày đại lễ đừng quên ngày chủ nhật ngày hôm nay là những ngày chủ nhật đấy là những ngày lễ trọng đấy giáo hội đã phải dời những ngày lễ trọng vào ngày chủ nhật để anh chị em giữ được còn gì nữa Thế không ạ một năm chỉ còn mỗi ngày lễ Giáng sinh thôi Ngày 25 tháng 12 thì không dời được thôi còn những ngày lễ đều rời kính trọng thể vào Chủ nhật để anh chị em không bị mất lễ ngày lễ trọng. Giáo hội thương con cái mình như vậy, Chúa chiều như thế đó mà còn không chịu. Ngay cả lễ Chúa Yêu lên trời đúng 40 ngày. Nhưng mà đó là ngày thứ năm, giáo hội rời vào ngày Chủ nhật. Cỡ đó mà. Thậm chí bây giờ còn cho phép mình đi lễ chiều thứ bảy thay ngày Chủ nhật nữa cơ Nếu anh bảo ngày Chủ nhật anh mắc kẹt chiều thứ bảy sau 4 giờ sau 4 giờ đi lễ là thay ngày chủ nhật chúng ta thi giáo hội mẹ hiểu con cái chứ đâu có ép nó đâu đâu có ép nó đâu mà nó vẫn cứ ừ, sao ấy cứ sao ấy không biết nữa <laughs> không biết nữa. thực sự không biết nữa vì lúc đó mình bị mờ rồi bị đồng tiền nó làm mờ mắt bị vật chất nó cuốn hút mình vào mình không còn thấy cái cái, cái 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 sự sống đời đời là cái gì cả, không còn thấy hạnh phúc nước trời là cái gì cả, vì ở đây người ta lúc nào người ta cũng cho mình đây là đây là nhất rồi, thấy không? đi đâu cũng đây là paradise là thiên đàng đây là nhà hàng hạnh phúc rồi, đây là bến mê rồi, bến mơ rồi lại cõi mộng rồi làm cho mình cảm giác như là thế gian này là, 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 là thiên đàng rồi đừng quên thế gian này chưa phải thiên đàng thế gian này chưa phải thiên đàng người ta chỉ chú ý đến cái bên ngoài và vì chú ý đến cái bên ngoài cho nên hôm nay Truy Sư bị thất bại Truy Sư thất bại rõ ràng câu này nghe đau nhất à. câu năm mươi tám Matthew chương 13 câu 58 đoạn câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin Chỗ khác dịch người không làm được nhiều phép lạ vì họ không tin Không phải chúa không làm được Nhưng mà phép lạ không thể thể hiện được khi người ta không tin Chúa Yêu thất bại Thất bại không? Thất bại quá đi chẳng nữa Và Chúa Yêu bị Ngôn sứ có bị rẻ rúng Thì cũng chính là ở quê hương Và trong gia đình mình Đau chứ Nói như thế giống như để tự an ủi Thôi chứ Đáng lẽ anh ta vinh quy bái tổ Về để mọi người làm quan Cả họ được nhờ chứ Đúng không sao, sao lại ngôn sứ Bị rẻ rúng ở chính quê hương Và trong gia đình của mình Hóa ra là bụt nhà Không thiền gần chùa gọi bụt bằng anh những người dân tộc tôi đến hai mươi cây số đi về đi lễ bà già còn nhớ bà đến làm chứng bà già với đứa cháu bán vé số dắt cái xe đạp đi bộ năm cây số nói tại sao bà không đạp hoặc xe không có đạp được dắt đi để nó khỏi té thôi thay vì cái cái, cái nạn thay vì cái gậy mà có bánh xe đẩy cái gì đó cái bánh xe lăn bốn chân đó, đẩy đẩy về đường đá mà sao xe đó đi được thì dắt cái xe đạp đi thay vì cái gậy hai bà cháu mời cây số đi về lễ chủ nhật người ta ở xa thì người ta đến còn ngay bên cạnh sát vách nhà thờ giờ hát bên đây hát thanh ca bên kia hát karaoke thấy không bên kia thì Uh, tiệc mừng uh, Chúa phục sinh bên đây thì nó cũng, cũng tiệc mừng sinh nhật bên kia sinh nhật Chúa bên đây sinh nhật nó nó còn to hơn sinh nhật Chúa cái <laughs> sát cũng lấy lại hết trơn cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng là mình có bị rẻ rúng khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa mình có bị người nhà của mình, bị gia đình của mình không tin hay là nghi ngờ hay là ngăn cản. Mình nói Hallelujah, tạ ơn Chúa. Vì con đang được nên đồng hình, đồng dạng với Chúa. Và ngày hôm nay mình có lên làm chứng cho lòng thương cho Chúa người ta không tin. Thì mình cũng nói tạ ơn Chúa vì Chúa cũng không làm được nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Chúa làm phép lạ mà họ còn không tin Thì bây giờ con nói lại những ơn Chúa ban làm sao mà họ tin nổi Chúa làm trực tiếp cái kìa Người què được Người mù được Người điếc được Người câm Và người chết Vậy mà họ còn chưa tin cái kia huống chi bây giờ con kể lại Những ơn Chúa ban cho con Sao họ tin và như họ không tin họ chống họ bảo là bịa họ bảo là bay họ bảo là uh, tưởng tượng hallelujah ta ơn chúa. Con đây được nên giống chúa đã được nên giống chúa bạn ơi có vui hay buồn ồ oh, muốn nên giống chúa không tắt cho cái bóp phát muốn nên giống chúa không? tắt cho cái bóp phát nữa sao mày tắt táo tôi nên giống chúa mày tắt táo thì ta cho mày nên giống chúa tắt cho hai ba cái tá hỏa tâm tinh nên, nên nên giống chúa chịu không chịu à, Ờ, chịu này chịu không kia <laughs> chịu không đó, không đóng quá đóng hả đau quá không chịu được á? cho nên mình mỗi lần mỗi lần tôi bị sỉ nhục mỗi lần tôi bị đau khổ bị hiểu lầm bị nghi ngờ bị giảm phai bị chống đối tôi ơi, nhìn lên chui xu khổ nạn thập giá và nói Hallelujah con đang được nên giống Chúa mình xem và các bạn mở kinh nguyện lòng thương cho Chúa trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng lạy được Chúa Giêsu con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh con kinh mến Chúa trên hết mọi sự cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con Xong le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được Thì xin Chúa ngữ vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy Chẳng khác gì như Chúa đã ngữ vào thật Thì con xin nậm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ Amen Chúa ở cùng anh chị em xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thanh thần ban phúc lành cho anh chị em Amen. chúc anh chị em luôn được bình an Amen. joe yeah. yeah.